Cần Thơ đang đi vào không khí Tết, sự nhộn nhịp của người dân đi lại đã làm cho không khí Tết trở nên xuất sắc hơn. Đặc biệt là chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn, khu phố Ông Đồ đã hình thành và diễn ra thật là đẹp tại khu vực Bảo tàng Cần Thơ và khu vực quán cà phê Bảo tàng Cần Thơ. Hai ngày nay người dân đến đây để chụp hình lưu niệm với gia đình với người thân, rất là nhộn nhịp. Sắc Xuân Miệt Vườn là chương trình tái hiện một phần phong tục tập quán xưa để nâng cao giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trong những ngày Tết ở Nam Bộ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng thành phố tổ chức vừa khai mạc chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn đón Tết 2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố Cần Thơ mừng Đảng Vinh Quang, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Chương trình không chỉ gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền dân tộc trong mỗi dịp Tết đến xuân về, mà qua đó còn giới thiệu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu với khách tham quan. Sự kiện cũng nhằm quảng bá hình ảnh các sản phẩm văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của thành phố với du khách trong nước và quốc tế. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, gồm chương trình nghề thủ công truyền thống như là dệt chiếu, đan đác, chạm khắc gỗ, còn về ẩm thực dân gian với các loại hình bánh như bánh canh, bánh xèo, bánh tráng, bánh ít niên, bánh củ cải, bánh ống và các loại mứt thường dùng trong những ngày Tết như mứt dừa, mứt gừng, mứt mãng cầu. Bên cạnh đó còn có loại hình nghệ thuật như chiên kết trái cây dân gian trong những ngày Tết quen thuộc ở Nam Bộ. Đây là dịp để các nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghề truyền thống, đồng thời quảng bá với du khách du lịch gần xa về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của địa phương. Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian hàng trang trí phù hợp với không gian ngày Tết, chương trình tái hiện một phần phong tục tập quán xưa và nâng cao những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Ngoài hai cổng chính làm bằng cây tre trúc, trang trí đèn lồng, hoa mai, hoa đào, bánh tét, dưa hấu, còn có bốn tiểu cảnh gồm vui xuân đón Tết, xuân quê hương, món ngon ngày Tết đậm đà hương vị quê hương, trang trí không gian Tết với hình ảnh cây gươm, chén bếp, nồi bánh tét nhằm phục vụ khách tham quan trải nghiệm chụp hình, chụp ảnh vui xuân. Ngoài ra, khách tham quan còn có dịp thưởng lãm nghệ thuật sưu tập tem với nhiều chủ đề phong phú, qua đó giúp công chúng hiểu hơn về nét văn hóa thông qua hình ảnh tem bưu chính, hòa không khí vui xuân, tham quan chụp ảnh đọc sách ngày xuân, dạo phố Ông Đồ xem trình diễn nghệ thuật thư pháp với hoạt động xin chữ và tặng chữ, mang ý nghĩa tốt lành trong những ngày Tết. Khách tham quan còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian trải nghiệm qua các hoạt động, giao lưu cùng nghệ nhân, tập làm nghệ nhân, tham gia trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống mang đậm nét văn hóa của các dân tộc như là đờn ca tài tử Nam Bộ, hò Cần Thơ, ca, múa của các người Khmer. Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 2023. Riêng chương trình Phố Ông Đồ và Đọc Sách Xuân sẽ hoạt động đến ngày 26 tháng 1 2023, tức là đến mùng 5 Tết.